chiều nay 28 tháng 12 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tổ chức Bhagwan Mahavira Vilang Sahajata Samiti đã khai mạc chương trình lắp chân giả Jaipur Food miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho rằng chương trình lắp chân giả Jaipur Food đã được triển khai tại nhiều nước trên thế giới. Trong thời gian khoảng 3 tuần làm việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2022, các kỹ thuật viên của Ấn Độ sẽ thực hiện lắp chân giả cho hơn 300 người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và sẽ kiểm tra theo dõi cho tất cả các trường hợp được lắp đặt chân giả trong khuôn khổ của dự án này. Dự án lắp chân giả cho người khuyết tật tại Đắk Lắk là hoạt động tài trợ nhân đạo do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và tổ chức Bhagwan Mahavira Vilang Sahajata Samiti của Ấn Độ khởi xướng. Mục tiêu của dự án là giúp cho những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có thể đi lại được, thực hiện được chức năng sinh hoạt hàng ngày, tự chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đây là lần thứ 6 chương trình lắp chân tay giả được chính phủ Ấn Độ viện trợ cho Việt Nam và là lần đầu tiên viện trợ cho tỉnh Đắk Lắk.